Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Định, huyện Quảng Xương và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ 12, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động nhân dân hiến 1.000 m2 đất, tự phá dỡ trên 30.000 m tường rào, nhà ở, đóng góp hàng nghìn ngày công, vật liệu để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng tu sửa 7/7 nhà văn hóa thôn, công trình phục vụ sản xuất đời sống dân sinh, góp phần đưa Quảng Định về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các hoạt động an sinh xã hội, thực thi quyền giám sát cũng được quan tâm triển khai thực hiện. Đại hội đã thống nhất đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chương trình hành động để thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển.